Xe lăn điện ngả nằm tự động Lucas Jar S50 được sản xuất theo công nghệ hiện đại của Mỹ. Nâng hạ lưng và nâng hạ chân hoàn toàn tự động bằng điều khiển, không phải dùng sức. Động cơ nâng hạ mạnh mẽ, độ ồn thấp. Có túi đựng điều khiển bên hông xe tránh rơi hỏng điều khiển. Bộ phận điều khiển xe chạy có nút bật tắt, đèn báo pin, còi, nút tăng giảm tốc độ và đèn báo tốc độ. Cần lái hướng tiến lùi, quay trái phải, linh hoạt xoay 360 độ. Hai bên thành xe có thể nâng lên, giúp người dùng dễ dàng di chuyển từ giường hoặc ghế vào xe và ngược lại. Có đai an toàn thắt eo, giúp người ngồi hoàn toàn an tâm khi lái xe. Hai bên bánh sau có phanh hãm, giúp xe đứng yên khi không cần di chuyển hoặc khi lên xuống xe. Xe có chức năng chuyển đổi từ chạy điện sang đẩy xe bằng cách kéo và xoay chốt màu đỏ. Ở chế độ đẩy thì đẩy xe đi rất nhẹ và không chạy điện được. Khi muốn chạy điện thì xoay lại chốt đỏ. Lúc này nếu đẩy xe sẽ nặng. Xe có thể gấp lại gọn gàng một cách nhanh chóng, dễ dàng vận chuyển khi đi xa hoặc khi không cần sử dụng.